Top 5 nguyên tắc trung thực theo Phật giáo để sống một đời hạnh phúc. Phật dạy về lòng trung thực và ngay thẳng. Phật dạy về tầm quan trọng của lòng trung thực và sự ngay thẳng. Trong triết lý Phật giáo, trung thực và ngay thẳng không chỉ là những đức tính quan trọng mà còn là nền tảng cho một cuộc sống đạo đức và trí tuệ. Những phẩm chất này được coi là xương sống của việc tu hành và là điều kiện tiên quyết để đạt được giác ngộ. Trung thực, theo Phật giáo, không chỉ là việc nói sự thật mà còn là việc sống một cách chân thành và minh bạch. Ngay thẳng, ngược lại, không chỉ bao hàm việc hành động theo cách công bằng mà còn là việc duy trì sự nhất quán giữa suy nghĩ và hành động. Những phẩm chất này giúp người hành trì không chỉ cải thiện cuộc sống cá nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và công bằng. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, nơi mà những giá trị đạo đức thường bị thử thách, việc hiểu rõ và thực hành lòng trung thực và ngay thẳng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 1. Khái niệm và định nghĩa về trung thực và ngay thẳng trong Phật giáo. Khái niệm trung thực và ngay thẳng. Trong Phật giáo, trung thực, Sakka là một trong những giới hạnh cơ bản. Đây không chỉ là việc nói sự thật mà còn là việc sống một cách chân thành và không giả dối. Ngay thẳng, Adithana thường được hiểu là việc duy trì sự nhất quán giữa ý định, lời nói và hành động. Cả hai khái niệm này đều hướng tới việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho đời sống tâm linh và đạo đức. Ví dụ, trong một câu chuyện nổi tiếng về Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài luôn giữ vững sự trung thực ngay cả khi phải đối mặt với sự cám dỗ và áp lực từ các thế lực bên ngoài. Sự trung thực và ngay thẳng của Ngài là biểu hiện rõ nét của các nguyên tắc đạo đức mà Ngài truyền dạy. Sự khác biệt giữa trung thực và ngay thẳng. Dù trung thực và ngay thẳng thường được sử dụng cùng nhau, chúng có những điểm khác biệt quan trọng. Trung thực chủ yếu liên quan đến việc nói sự thật và không lừa dối, trong khi ngay thẳng liên quan đến việc hành động một cách công bằng và nhất quán. Ví dụ, một người trung thực sẽ không nói dối về một tình huống cụ thể, nhưng để ngay thẳng, người đó cũng cần phải hành động theo các giá trị mà họ tin tưởng. Trong cuộc sống hàng ngày, sự khác biệt này có thể thấy rõ trong các tình huống như khi một nhân viên báo cáo sai lệch thông tin trong công việc. Sự trung thực sẽ yêu cầu họ phải báo cáo đúng sự thật, trong khi sự ngay thẳng sẽ yêu cầu họ phải hành động để sửa chữa sai lầm đó một cách công bằng và minh bạch. Vai trò của trung thực trong đạo đức Phật giáo. Trung thực được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng nền tảng đạo đức trong Phật giáo. Nó không chỉ giúp duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ mà còn giúp bảo vệ sự thanh tịnh của tâm trí. Ví dụ, một nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tuân theo các nguyên tắc trung thực trong công việc thường có tỷ lệ thành công cao hơn và tạo ra môi trường làm việc tích cực hơn. Trong giáo lý của Đức Phật, trung thực là điều kiện cần thiết để đạt được trí tuệ và giác ngộ. Bằng cách thực hành trung thực, người hành trì có thể giảm bớt sự lo lắng và căng thẳng, từ đó tạo điều kiện cho sự phát triển tinh thần. Vai trò của ngay thẳng trong đạo đức Phật giáo. Ngay thẳng trong Phật giáo không chỉ là việc hành động một cách công bằng mà còn là việc duy trì sự nhất quán giữa suy nghĩ và hành động. Điều này có nghĩa là người hành trì phải luôn hành động theo các giá trị đạo đức mà họ tin tưởng, không chỉ khi có sự giám sát mà còn khi không ai nhìn thấy. Một ví dụ điển hình là câu chuyện về một thầy tu trong truyền thuyết Phật giáo, người đã từ bỏ lợi ích cá nhân để bảo vệ sự công bằng cho cộng đồng. Thầy tu đó không chỉ hành động theo các giá trị của mình mà còn khuyến khích người khác làm theo. Sự kết hợp của trung thực và ngay thẳng. Trung thực và ngay thẳng cùng nhau tạo nên một con đường đạo đức vững chắc trong Phật giáo. Trung thực cung cấp cơ sở cho sự tin cậy và tôn trọng, trong khi ngay thẳng đảm bảo rằng hành động của chúng ta luôn nhất quán với lời nói. Ví dụ, một nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng các tổ chức có nền văn hóa trung thực và ngay thẳng thường có mức độ hài lòng cao hơn từ nhân viên và khách hàng. Sự kết hợp này không chỉ giúp xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và tinh thần. 2. Trung thực và ngay thẳng trong tư tưởng và hành động. Trung thực trong nói năng. Trong Phật giáo, việc nói sự thật là một trong những yếu tố quan trọng nhất của trung thực. Đức Phật dạy rằng việc nói dối hay lừa dối có thể gây tổn hại không chỉ cho người khác mà còn cho chính mình. Một ví dụ rõ ràng là câu chuyện về một thương gia tại Ấn Độ cổ đại, người đã mất tất cả tài sản vì sự thiếu trung thực trong kinh doanh. Điều này không chỉ dẫn đến sự thất bại về tài chính mà còn gây tổn hại cho danh tiếng và mối quan hệ xã hội của ông. Trung thực trong việc nói năng giúp bảo vệ các mối quan hệ và xây dựng niềm tin. Trung thực trong hành động. Trung thực không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn cần được thể hiện qua hành động. Phật giáo dạy rằng hành động của chúng ta cần phải phản ánh đúng những gì chúng ta nói và nghĩ. Ví dụ, một nhà lãnh đạo chính trị có thể tuyên bố các chính sách công bằng và chính trực, nhưng nếu hành động của họ không phù hợp với những tuyên bố đó, sự trung thực của họ sẽ bị nghi ngờ. Trong bối cảnh này, sự trung thực trong hành động là rất quan trọng để duy trì lòng tin và sự tôn trọng từ cộng đồng. Ngay thẳng trong quyết định và lựa chọn.
ngay thẳng trong quyết định và lựa chọn có nghĩa là hành động dựa trên các nguyên tắc đạo đức mà không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân hay áp lực bên ngoài. Ví dụ, một thẩm phán trong hệ thống pháp luật phải đưa ra các quyết định dựa trên sự công bằng và công lý, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Trong Phật giáo, ngay thẳng trong quyết định giúp bảo vệ sự công bằng và giảm thiểu các hành vi gây tổn hại cho người khác. Ngay thẳng trong mối quan hệ. Ngay thẳng trong các mối quan hệ đòi hỏi chúng ta phải hành xử một cách công bằng và minh bạch. Ví dụ, trong một mối quan hệ tình cảm, sự ngay thẳng trong việc chia sẻ cảm xúc và mong muốn giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ. Phật giáo khuyến khích việc duy trì sự ngay thẳng trong tất cả các mối quan hệ, không chỉ để bảo vệ sự hòa hợp mà còn để xây dựng niềm tin và tôn trọng. Tầm quan trọng của trung thực và ngay thẳng trong hành trình giác ngộ. Trong hành trình hướng tới giác ngộ, trung thực và ngay thẳng đóng vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tâm trí và nâng cao trí tuệ. Phật giáo dạy rằng sự thanh tịnh của tâm trí chỉ có thể đạt được khi chúng ta sống trung thực và ngay thẳng. Ví dụ, các hành giả tu tập thường phải đối mặt với các thử thách và cám dỗ. Và việc duy trì sự trung thực và ngay thẳng trong những tình huống này giúp họ vượt qua các trở ngại và tiến gần hơn đến giác ngộ. 3. Tác động của trung thực và ngay thẳng đối với cá nhân và xã hội. Lợi ích cá nhân của trung thực và ngay thẳng. Trung thực và ngay thẳng mang lại nhiều lợi ích cá nhân, bao gồm sự tự tin và sự bình an trong tâm trí. Một nghiên cứu từ Đại học Stanford cho thấy rằng những người sống trung thực thường cảm thấy hạnh phúc hơn và có mức độ căng thẳng thấp hơn. Trung thực giúp bảo vệ sự tự trọng và tự tin, từ đó tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và tinh thần. Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý. Sống trung thực và ngay thẳng có tác động tích cực đến sức khỏe tâm lý. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự giả dối và lừa dối có thể dẫn đến cảm giác lo âu và căng thẳng. Ví dụ, một nghiên cứu tại Đại học Toronto cho thấy những người thường xuyên nói dối có xu hướng gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm lý, bao gồm căng thẳng và trầm cảm. Ngược lại, việc duy trì sự trung thực giúp giảm thiểu những cảm giác tiêu cực này và tạo ra một trạng thái tâm lý ổn định hơn. Tạo dựng niềm tin và tôn trọng. Trung thực và ngay thẳng là nền tảng để xây dựng niềm tin và tôn trọng trong các mối quan hệ cá nhân và xã hội. Ví dụ, một công ty nổi tiếng với chính sách trung thực và minh bạch thường nhận được sự tôn trọng và lòng tin từ khách hàng và đối tác. Niềm tin và tôn trọng là những yếu tố quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền vững. Tác động tích cực đối với cộng đồng. Trung thực và ngay thẳng đóng góp vào sự hòa bình và công bằng trong cộng đồng. Các cộng đồng nơi mà các giá trị trung thực và ngay thẳng được thực hành thường có mức độ tội phạm thấp hơn và sự hợp tác cao hơn. Ví dụ, các quốc gia như Đan Mạch và Thụy Điển, nơi mà các giá trị trung thực và minh bạch được coi trọng, thường có mức độ hài lòng và an ninh xã hội cao hơn. Những nguy cơ của sự giả dối và lừa dối. Sự giả dối và lừa dối có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực, không chỉ cho cá nhân mà còn cho xã hội. Ví dụ, các vụ bê bối tài chính lớn như vụ Enron ở Mỹ cho thấy những tác động nghiêm trọng của việc không trung thực trong kinh doanh, bao gồm tổn thất tài chính và sự suy giảm niềm tin của công chúng. Phật giáo cảnh báo rằng sự giả dối có thể dẫn đến sự đau khổ và khổ đau và khuyến khích việc duy trì sự trung thực và ngay thẳng để bảo vệ sự hòa bình và hạnh phúc. 4. Các nguyên lý và giáo lý Phật giáo liên quan đến trung thực và ngay thẳng. Nguyên lý của giới. Trong Phật giáo, giới, Esla, là nền tảng của đạo đức và hành vi đúng đắn. Giới gồm các nguyên tắc cơ bản như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không say rượu. Trong đó, nguyên tắc không nói dối và không lừa dối là các phần quan trọng của trung thực. Đức Phật dạy rằng việc duy trì các giới hạnh này giúp bảo vệ tâm trí khỏi những ảnh hưởng tiêu cực và giúp con người sống một cuộc đời đúng đắn. Ví dụ, trong cuộc sống hàng ngày, những người tuân theo nguyên lý này thường cảm thấy bình an hơn và có mối quan hệ tích cực hơn với người khác. Một nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy các cộng đồng nơi mà các nguyên lý giới được thực hành thường có mức độ tội phạm thấp hơn và sự hòa hợp xã hội cao hơn. Giáo lý của từ bi và trí tuệ. Trong Phật giáo, từ bi, met và trí tuệ, pan là hai yếu tố quan trọng trong việc phát triển tâm linh và đạo đức. Trung thực và ngay thẳng đều phản ánh sự từ bi và trí tuệ trong hành động. Từ bi yêu cầu chúng ta hành động với lòng nhân ái và tôn trọng người khác, trong khi trí tuệ giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về những hậu quả của hành động và lời nói của mình. Ví dụ, một bác sĩ phải hành động với lòng từ bi và trí tuệ khi đưa ra các quyết định liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân. Nếu bác sĩ trung thực và ngay thẳng, họ sẽ bảo đảm rằng bệnh nhân nhận được thông tin chính xác và đầy đủ để đưa ra các quyết định hợp lý về điều trị. Sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ giúp đảm bảo rằng các hành động của chúng ta không chỉ chính xác mà còn phù hợp với đạo đức. Giáo lý về nghiệp, karma. Nghiệp, karma, trong Phật giáo chỉ ra rằng mọi hành động đều có hậu quả. Hành động trung thực và ngay thẳng tạo ra nghiệp tốt, trong khi hành động không trung thực và gian dối tạo ra nghiệp xấu.
Đức Phật dạy rằng những hành động xấu sẽ dẫn đến khổ đau trong tương lai, trong khi những hành động tốt sẽ mang lại hạnh phúc và thành công. Ví dụ, một nghiên cứu từ Đại học Cambridge cho thấy những người sống trung thực thường có xu hướng đạt được sự thịnh vượng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, vì những hành động tốt của họ tạo ra những kết quả tích cực. Nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn đến cộng đồng xung quanh. Các thực hành và phương pháp. Phật giáo cung cấp nhiều phương pháp để thực hành trung thực và ngay thẳng. Một trong những phương pháp chính là thiền định, meditation, giúp rèn luyện tâm trí và kiểm soát các suy nghĩ và cảm xúc. Thiền định giúp tăng cường khả năng tự nhận thức và phát triển lòng trung thực. Ví dụ, trong các khóa tu thiền, người tham gia thường học cách quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không bị chi phối bởi chúng, từ đó phát triển sự trung thực và ngay thẳng trong hành động. Các phương pháp khác bao gồm việc thực hành các giới hạnh, tham gia vào các buổi giảng dạy về đạo đức và áp dụng các nguyên lý của Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày. Các câu chuyện và gương mẫu. Câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật và các đệ tử của Ngài cung cấp nhiều bài học quý giá về trung thực và ngay thẳng. Một ví dụ nổi bật là câu chuyện của vua Ashoka, người đã từ bỏ các hành động bạo lực và trở thành một vị vua trung thực và ngay thẳng sau khi được cảm hóa bởi giáo lý của Đức Phật. Vua Ashoka đã áp dụng các nguyên lý của Phật giáo trong chính sách của mình, dẫn đến một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng cho đất nước. Các câu chuyện và gương mẫu này không chỉ minh họa các nguyên lý của Phật giáo mà còn cung cấp các bài học cụ thể về việc thực hành trung thực và ngay thẳng trong cuộc sống. 5. Ứng dụng trung thực và ngay thẳng trong cuộc sống hiện đại. Trung thực trong công việc và kinh doanh. Trong môi trường làm việc và kinh doanh, trung thực là yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin và tạo dựng danh tiếng. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy các tổ chức có nền văn hóa trung thực và minh bạch thường đạt được thành công lâu dài và có tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn. Ví dụ, công ty Patagonia nổi tiếng với chính sách trung thực và bền vững trong kinh doanh. Điều này không chỉ giúp họ xây dựng niềm tin từ khách hàng mà còn tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Trung thực trong công việc giúp bảo vệ sự uy tín của công ty và duy trì các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ngay thẳng trong quan hệ gia đình. Ngay thẳng trong các mối quan hệ gia đình đòi hỏi sự minh bạch và chân thành trong việc giao tiếp và chia sẻ cảm xúc. Ví dụ, một cuộc khảo sát từ Viện Nghiên cứu Gia đình cho thấy các cặp đôi duy trì sự ngay thẳng trong mối quan hệ của họ có tỷ lệ hạnh phúc và sự hài lòng cao hơn. Sự ngay thẳng trong gia đình giúp giải quyết xung đột một cách hiệu quả và xây dựng mối quan hệ vững chắc. Việc duy trì sự ngay thẳng trong các mối quan hệ gia đình giúp tăng cường sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn. Trung thực trong giáo dục và học tập. Trung thực trong giáo dục và học tập là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng và sự công bằng. Ví dụ, các trường học và cơ sở giáo dục có chính sách chống gian lận và sao chép thường đạt được kết quả học tập tốt hơn và tạo ra một môi trường học tập công bằng hơn. Trung thực trong học tập không chỉ giúp bảo vệ giá trị của giáo dục mà còn xây dựng nền tảng cho sự phát triển cá nhân và trí tuệ. Những thách thức và cơ hội. Trong xã hội hiện đại, việc duy trì trung thực và ngay thẳng có thể gặp nhiều thách thức do áp lực, cạnh tranh và các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, những thách thức này cũng mang đến cơ hội để phát triển các phẩm chất này và xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự thành công lâu dài. Ví dụ, trong môi trường kinh doanh toàn cầu, việc duy trì sự trung thực và ngay thẳng có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và xây dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác quốc tế. Chiến lược để thực hành trung thực và ngay thẳng. Để thực hành trung thực và ngay thẳng trong cuộc sống hàng ngày, có thể áp dụng một số chiến lược như thực hành tự nhận thức, duy trì sự minh bạch trong giao tiếp và xây dựng các thói quen tốt. Ví dụ, việc ghi chép và phản ánh các hành động và quyết định của mình có thể giúp duy trì sự trung thực và ngay thẳng. Các chiến lược này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Trung thực và ngay thẳng là những giá trị cốt lõi trong triết lý Phật giáo, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cuộc sống đạo đức và tinh thần vững chắc. Việc hiểu và thực hành các nguyên lý này không chỉ giúp chúng ta phát triển cá nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và công bằng. Trung thực và ngay thẳng giúp duy trì sự tự tin, cải thiện sức khỏe tâm lý và tạo dựng niềm tin và tôn trọng trong các mối quan hệ. Trong bối cảnh thế giới ngày nay, nơi mà những giá trị đạo đức thường bị thử thách, việc duy trì sự trung thực và ngay thẳng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bài học ý nghĩa từ triết lý Phật giáo nhấn mạnh rằng việc sống trung thực và ngay thẳng không chỉ giúp chúng ta đạt được sự hạnh phúc và giác ngộ mà còn góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.